Ok, giới thiệu với tất cả mọi người, đây là bốn tổ chích việt than con nha mọi người nha. Tổ này thì có bốn con nè. Tổ này có 5 con, tổ này có 4 con, bên này thì có 5 con. Rồi chích việt than con này thì nguyên tổ mỗi con là 350.000. Nguyên tổ này 4 con thì các anh có thể nhân lên 1.400.000 ha. Bên này 2 4 5 con ha. 3 5 15. 1.650.000. Thôi, bên này không biết phải 1.650.000 không? Em dở toán cho nên mong mấy anh tính giùm em ha, cứ 350.000 con ha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 31 tháng 3. Đó, hôm nay là chim cò ngập mặt luôn. Hôm nay là bên này là lửa nam cắt tin với lại than con nha các bạn nha. Than con cây á, để chút xíu á, em khui ra. Bây giờ em chuẩn bị chuối nè, sáng mua bánh mì cho chim ăn nữa nè. Chim lớn ăn chứ không phải chim nhỏ. Giờ em chuẩn bị chuối để cho mấy con hỏa tiễn nè. Đó, chim bên này là hỏa tiễn nè, biết phải không? Rồi, trước khi ra chim thì em cũng chúc tất cả mọi người một cái ngày một ngày mới thật là vui vẻ, bình an và sức khỏe. Ok, chim hỏa tiễn nha mọi người nha. Hỏa tiễn trống đó, 150.000, móng mắt mỏ đầy đủ hết nha. Ok, này nghe nói đâu chắc cũng cả chục bé hỏa tiễn thôi. Bữa giờ là coi như là than với lửa rất là hiếm, cho nên là mấy anh em của em thì đi đánh chim màu. Đó, chim màu ví dụ hỏa tiễn ngày mai có thanh tước rồi này nọ nữa, nói chung là sẽ chuyển qua đánh chim màu ha. Rồi đây là cái con chim hồng tước chuyền ha. Hồng tước chuyền này giá là 300.000 nha mọi người nha. Chuyền thì nó sẽ khỏe hơn là bội. Bội rất là yếu cho nên em không có muốn bán chim bội là như vậy. Đó, con này về thả ra hót à. Con này em để riêng ra. Lát nó cho nó ăn sâu ha. Hỏa tiễn ấy lộn, chim hồng tước là nó ăn sâu. Rồi mình về mình nuôi, mình tập cho nó ăn cám nha. Còn ở đây chim mới về thì em không có tập cho nó ăn cám, em chỉ có cho nó ăn sâu thôi. Đó, chim này chim mới bẫy từ rừng về không à, cho nên là chưa có ăn cám. Giống như than đất vậy. Than đất mép bán có 100.000, mấy anh hỏi biết ăn cám chưa. Úi trời ơi, hết hồn luôn à. Coi nè, chơi để nguyên tổ này thọt vô tưởng chim. Rồi để em cua cái tổ này ra luôn cho mấy anh xem. Ây da, đã chưa, 2 4 5 bé ha. Đây, đây là than đất nha mọi người nha, than đất con ha. Than đất con thì cái giá là 250.000 một con. Chim trống nha, không có chim mái, chim trống hết. Rồi để đó đi, để chút xíu sửng tiếp, chút xíu em cho nó ăn. Trời, đầy tổ nên con này biết bay. Đấy, nó biết bay rồi mọi người ơi, con này nó biết bay rồi, cho nên là thằng em có con này có đúng một tổ thôi, đúng một tổ con thôi mà nó biết bay rồi, nhưng mà vẫn còn biết được ha. Cái tổ của nó nè, cái tổ của nó làm ở trên những cái gò đất đỏ đó. Con này nè đã ha, tổng cộng là 6 bé đất con nha. Đây, để cho nó vô đây đi, chứ không thôi là lát nữa nó cứ nhảy lung tung là không có biết đường đâu mà tìm. Đây, đây là một tổ ha, tổ này 5 con thì còn nhỏ ha, còn một con này thì đã biết bay rồi. Rồi đó, quên cái này, cái tổ của nó này. Để đây đi. Rồi bây giờ tới
Cái này chắc em nó chim hỏa tiễn. Đúng rồi, hỏa tiễn. Hỏa tiễn chỉ có 150.000 thôi, giá rất là bình dân, cho học sinh hay là công nhân gì cũng chơi được hết ha. Chim này các anh về thả vô AV làm chim, làm cái tiểu cảnh rất là đẹp nha. Tranh thủ ra chim nhanh nhanh còn cho mấy chim ở nhà anh nữa. Bữa giờ ít chim quá, thảnh thơi, cho chim nhà anh sớm. Bữa nay chim nhiều, tranh thủ ra chim này cho xong. Em bữa giờ em nạo cá vàng không à, lấy chuối ra kêu mớm cho mấy cái con chim này nó ăn, mà rốt cuộc cái lại quên. Đây, để em cắt cái chuối đi. Chuối hôm nay má em mua dùng cho em luôn. Chuối này mà các anh nuôi trồng màu á, trồng màu ốc mít rồi này nọ, lựa mấy cái trái chuối mà nó mới tới như thế này nè, thì chim ăn rất là sung ha, nó ỉa phân cũng rất là đẹp luôn. Không nên cho anh chim, cho anh cái chuối mà nó chín quá nha, chín quá nó ỉa chèm nhẹp à. Một hai ba bốn bé rồi ha. Mấy con chim mà bắt ra con nào cũng thoát hết rồi. Rồi, 5 bé rồi. Nó ăn thêm mê hả? Ôi, 6 bé rồi. Một bé cuối cùng. Thôi, 7 bé. Em kêu 9 bé mà không biết đâu hết. Không có 9 bé đâu, 7 bé thôi. Rồi, bây giờ em sẽ đây. Chim này chim nam cách tin nha mọi người nha. Này là than con á, than lớn đó nha mọi người nha, chứ không phải than đất nha. Để em khui ra coi cái tổ này bao nhiêu con. Đang đòi ăn sùm bên này. Nó dán cái hộp gì mà kỹ quá. Đây là chích chè than nha mọi người nha. Cái tổ này à, cái tổ này nè, cái tổ này thì thằng em nó đi bắt á, thì nó nói tổ này nó có 7 trứng nhưng mà chỉ có nở 5 con thôi ha. Thì chim này em bán nguyên một tổ luôn. Một tổ là 350, lỗi, một con là 350.000, thì một tổ các anh cứ nhanh lên giúp em nha. Ví dụ tổ 2 con, 3 con, 4 con, 5 con gì các anh nhanh lên giúp em. Đó, 2 4 5 con nè, 350.000 một con nha. Đó, chè than nha, chích chè than con nha mọi người nha. Đó, hàng đòi ăn nè. Cái dòng này các anh nếu mà rảnh các anh nuôi, các anh đi mua cái con cá chăm á, cái con cá mồi á, các anh đút cho nó hoặc là dế nha, cho nó ăn mồi tươi nhiều vào, rất là nhanh lớn, nó lớn lên từng ngày luôn đó.
ngày hôm nay nó khác, ngày mai nó khác, mấy anh chim con là nó như vậy. Nghe nói đâu bắt được 20-30 con gì đó. Đây, lớn chưa? Bên này là hai tổ nha. Bên này hai tổ, mỗi tổ là 4 con nè. Những cái con lớn lớn là một tổ nha. Đó, nhìn rất là dễ biết. Đó, 4 con này nè, 1 2 3 4 nè, đó là một tổ. Đó, bên này đó. Đã chưa? Đó, cứ một con là 350.000. Đó, giá rất là bình dân luôn. Do là chim này nó vẫn còn nhỏ cho nên giá nó rẻ, chứ bình thường chim mà lớn lên, lớn hơn chút xíu thì cái giá nó tới 450.000 lận nha mọi người nha. Rồi, bây giờ tới lửa nè. Đó, bữa giờ mấy anh kiếm than, kiếm lửa, bây giờ là có lửa cho mấy anh nè. Việt Nam cắt tiền ha, trong này à. Ngày hôm qua thằng em nó có quay cái clip thì chim vừa bắt về bỏ ra cái lồng chứa là nó đã hót hết luôn rồi. Hót không phải là hót hết mà hót hết thì nói hơi quá. Nói chung là có mấy con nó đã hót hết luôn rồi. Đây. Bây giờ em sẽ ra bổ trước ha mọi người ha. Mái 5 mái 2 bổ nè. Thằng em bữa nay nó xì tin, không chơi cái thùng thường thường này. Máy này máy ức cam ha, đẹp ha. Rồi 150.000 nha, chích về lửa máy 150.000. Máy đẹp đi, máy đuôi tôm mà ngắn. Rồi, có máy thứ ba nha. Chim này là chim mới bẫy nha mọi người, chim chưa ăn cám đâu à, cho nên là nhiều khi gửi đi xa em không có gửi được. Chống bội như vậy là 240.000 nha mọi người nha. Chim chống bội á, đuôi ngắn em bắt ra em không đo đuôi là 240.000 nha. Chim đem cách tim. Vẫn còn một con. À, 5 mái rồi. Bé này bạn đuôi to đẹp ha. Đây. 2 1 2 3 4 5 mái rồi, hai chống bội ha. Đó, chim này không đo đuôi thả vô rồi, 240.000 nha. Rồi, xong một thùng rồi. Đây, trong này có một con tôm lộn. Em lấy cái viết em ghi lại.
Đây, con này đuôi lá hẹ, móng đầy đủ hết ha. Con này đuôi lá hẹ ha. mười tám năm hơn luôn nha mọi người nha, 450.000 nha. Đuôi lá hẹ con đầu tiên. Bé này 18. Rồi 18 là 400.000 nha. Đây là 17 năm. Rồi, 17 năm 350.000. Đây chắc cũng 17 năm. Đây 18 năm ha. 18 năm 450.000. Thôi, chim nãy giờ em ra là hoàn toàn chim mới bãi từ rừng về hết nha mọi người nha. Chim đang cắt tên, chim này chưa có ăn cám. Trời ơi, chim lỗ này khó quá. Trời ơi, con này sao đây? Đánh chim bội. Này chắc tôi ngắn nè. Tám nha. Đây, 18. Đó, 18 là 400.000 nha. Để em làm cái cửa cho to vài chút xíu. Nhỏ quá. Ra thọc vô không được. Con này đuôi dài. Bên này 18 năm. Một bên này á 188, một bên 18 năm. Soleo Bali ha. Rồi, 450.000 luôn. Rồi, mẫu bán bình thường ha.
này còn bị so le không người ta. Một bên 19 bên 20 nè. Rồi, chim này là 700.000 nha. 700.000 nha, tính đuôi 19 nha, em không tính đuôi 20 nha. Một bên 19 bên 20. 700.000. Để em xem còn không? Còn con. Rồi, ok, bye bye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một cái ngày mới, sức khỏe, tràn đầy, bình an. Bye bye.